nhằm tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn, chiều ngày 24 tháng 11, xã Thảo Điền đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Thảo Điền đã thông qua các quyết định thành lập, ban chủ nhiệm và quy chế hoạt động của câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật. Theo đó, câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật xã Thảo Điền có 14 thành viên là bí thư chi đoàn ở các thôn xóm, hoạt động dựa trên cơ sở tự quản, tự nguyện, tham gia của các đoàn viên thanh niên có sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ của phòng tư pháp. Câu lạc bộ có nhiệm vụ cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật đến từng đoàn viên thanh niên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên, tôn trọng và biết sử dụng pháp luật làm phương tiện công cụ để tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình và của xã hội, xây dựng người đoàn viên thanh niên văn minh tiến bộ. Câu lạc bộ cũng là nơi cung cấp thông tin, sách, báo, tài liệu pháp lý để mọi người dân nghiên cứu và tìm hiểu về pháp luật, đồng thời phát huy vai trò xung kích đi đầu trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ, các thành viên cũng đã ký kết thực hiện các nội dung quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Nhân dịp này, huyện đoàn Vũ Quang lãnh đạo và các đoàn thể xã Thảo Điền cũng đã tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ.